Đi ra sân vườn ngắm sao, người dân Ấn Độ phát hiện những chấm sáng bí ẩn di chuyển trên bầu trời như một đoàn tàu. Mới đây, một hiện tượng lạ làm người dân địa phương tại thành phố Lucknow, miền Bắc Ấn Độ không khỏi giật mình. Sự việc trên ngay sau khi đăng tải và được các trang thông tin chính thức xác nhận đã làm không ít người liên tưởng đến UFO, vật thể bay không xác định của người ngoài hành tinh. Theo kênh India TV phát trên sóng truyền hình vào ngày 12 tháng 9 vừa qua, nhiều người dân tại thành phố Lucknow và một số thành phố khác thuộc bang Uttar Pradesh ở miền Bắc Ấn Độ đã chứng kiến một chuỗi chấm sáng trên bầu trời đêm. Những chấm sáng bí ẩn này gần như nằm trên một đường thẳng, chúng nhấp nháy và đang di chuyển với tốc độ khá nhanh khi nhìn bằng mắt thường. Nguyên văn bài đăng của clip đã viết: "Vào lúc 19 giờ 15 tối nay, tức ngày 12 tháng 9, tôi nhìn thấy đầy các chấm sáng giống như đoàn tàu đang di chuyển trên bầu trời." Ngay sau khi hiện tượng trên được viral, thì nhiều người đã thắc mắc về nguồn gốc của những chấm sáng này. Một số thì cho rằng đây chắc hẳn là dấu vết của vật thể bay không xác định UFO. Điều này cho thấy người ngoài hành tinh là có thật. Đáng chú ý, vào tháng 12 năm 2021, ánh sáng bí ẩn tương tự đã được ghi nhận tại thành phố Pathankot của bang Punjab, khiến cho người dân địa phương bối rối. Trước đó, vào tháng 6 năm 2021, thành phố Junagadh và Upleta của bang Gujarat cũng đã chứng kiến ánh sáng bí ẩn nhấp nháy trên bầu trời đêm, cũng gây ra suy đoán về UFO. Tuy nhiên, ông Narottam Saho, cố vấn tại Hội đồng Khoa học và Công nghệ bang Gujarat, đã bác bỏ giả thuyết UFO. Ông cho rằng ánh sáng bí ẩn như trên có thể là kết quả của việc một số vệ tinh đi qua quỹ đạo thấp của trái đất. Theo hãng tin ANI, các nguồn tin quốc phòng trong chính phủ Ấn Độ cho biết, các chấm sáng trên bầu trời bang Uttar Pradesh có liên quan đến vệ tinh. Các báo cáo ban đầu cho rằng đây có thể là vệ tinh Starlink của tỷ phú Mỹ Elon Musk. Dẫu vậy, nhưng thật hư về những vệt sáng này vẫn là một dấu hỏi chấm. Quả thật, những điều xung quanh hành tinh của chúng ta luôn tồn tại những sự bí ẩn mà con người đến nay vẫn chưa thể lý giải hết được.